Nguyễn Hoàng xin chào quý cô chú anh chị đã đến với kênh Bán Nhà Chính Chủ ở thành phố Hồ Chí Minh này nha. Hôm nay Nguyễn Hoàng sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị mình một cái siêu phẩm ở chung cư. Chung cư này là chung cư của Cách Mạng 8 thuộc phường 15 quận 10. Hiện tại chung cư này thì sẽ có 3 lầu và chung cư của mình thì hiện tại là đang thuộc số 595 của Cách Mạng 8 và mình là lầu thứ 3 và căn phòng của mình á, căn hộ của mình nó là thuộc 304. Căn hộ 304 của lầu lầu 3 nha cô chú anh chị ha. Chung cư 595 của Cách Mạng 8 thuộc phường 15 quận 10. Đó, và hiện tại á thì căn hộ của mình á là được cái là có hai phòng ngủ nè, một nhà vệ sinh, và hiện tại chủ đang kêu với cái mức giá là 2 tỷ mốt là đúng luôn nha cô chú anh chị, là chỉ có còn bớt lọc cho cô chú anh chị tầm 5 10 triệu nữa thôi. Đó, chủ tặng toàn bộ nội thất cho mình luôn, tặng tivi và tủ lạnh. Tivi và tủ lạnh cô chú anh chị ha, tivi và tủ lạnh. Đó, chỉ có tặng tivi của là tủ lạnh với lại cái kệ kệ thờ ở trên đó cô chú anh chị. Cái này là phần kỷ niệm của chú anh chị ha. Thì chủ xin nói chung là chủ muốn lấy về phần đó thôi, còn như là tặng toàn bộ cho mình luôn, là tặng máy giặt nè, rồi hai cái tivi trong phòng nè, hai ba cái máy lạnh nè, rồi máy nước nóng lạnh nè, rồi kệ bếp rồi tủ bếp rồi đầy đủ hết cho mình, tặng hết nha. Và căn hộ của mình đó thì tổng diện tích là 54 m² và được cái là nở hậu luôn, tổng diện tích 54 m² mà nở hậu, và được bán với mức giá là 2 tỷ mốt, giá này thì chốt luôn đó. Thì bớt lọc cho cô chú anh chị vui vẻ thôi nha cô chú anh chị ha, thuộc quận 10 luôn cô chú anh chị, gần trung tâm luôn, với mức giá 2 tỷ mốt rất là rẻ rồi cô chú anh chị ơi, sổ hồng riêng luôn đó, sổ hồng riêng chứ sổ hồng riêng luôn nha cô chú anh chị. Đó, chung cư mình là chung cư đi thang bộ và có 5 lầu, chung cư mình đi thang bộ và có 3 lầu, em xin lỗi 3 lầu nha cô chú anh chị ha. Mình ở lầu 3 và chung cư này thì hiện tại đang thuộc số chung cư của 595, chung cư mình là chung cư 595 của Cách Mạng 8 và lầu 3 số 304, căn hộ mình là thuộc 304. Bây giờ cùng mời cô chú anh chị mình tham quan toàn bộ bên trong của căn hộ mình nha. Dạ, ở đây nha cô chú anh chị ha, chung cư mình thì có hành lang phía trước hành lang phía trước là 1,5 m hơn nha cô chú anh chị ha. Đường cái là căn hộ này á thì chủ chủ đã thiết kế mình cái lan can rồi đó, như cái nhà cái bên không có nè, chỗ lan can này thiết kế trồng hoa nha cô chú, trồng những cái cây cảnh nè cô chú anh chị thấy không, cây cảnh như có những cái kệ đồ đầy đủ hết rồi đó, trồng những cái cây cảnh rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi, lan can nha cô chú anh chị. Và căn hộ của mình là toàn bộ là bên trong này đó, cô chú anh chị mình cũng sẽ thấy nè, đó sẽ tặng toàn bộ cho mình như là ghế salon nè, kệ tủ đồ đầy đủ nè, nhưng mà tivi này thì sẽ lấy đi nha cô chú anh chị, với cái tủ lạnh lấy đi là cái phần kỷ niệm của gia chủ lấy đi nha cô chú anh chị ha. Đó, và tổng diện tích của căn hộ của mình đó là 54 m², được cái là hai phòng ngủ luôn và một nhà vệ sinh. Đó, căn hộ của mình nè cô chú anh chị ha, đẹp chưa, rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị, tặng toàn bộ nội thất với cái mức giá quá là rẻ luôn rồi, một cái bất động sản phải nói là cực kỳ siêu phẩm rồi cô chú anh chị ha. Đó, tặng toàn bộ nội thất, kệ tủ đồ đầy đủ hết đó, bếp nè, hệ thống bếp và hệ thống đồ nấu nướng và máy máy hút và máy máy hâm đồ đầy đủ hết, và những cái kệ tủ nè được bán mức giá là 2 tỷ mốt, một cái bất động sản quá rẻ rồi cô chú anh chị ơi. Đó, thì cô chú anh chị nào mình có cái bạn bè người thân mình đang cần tìm cái bất động cái căn hộ này á, thì mình giới thiệu nha, hoặc là mình chia sẻ cái video này cho bạn bè người thân mình để bạn bè người thân mình biết cái căn hộ này nha. Và cái căn hộ này hiện tại đang thuộc số 595 của đường Cách Mạng tháng 8 nha cô chú chị. Đó, căn hộ mình cái là nở hậu ngay khúc này nè, đó nở đây nè, nở đây nở ra nè cô chú chị ha, cái phần này á, là cái phần của cầu thang là đi lên nè cô chú chị, đó mình nở hậu là nở đây nha cô chú chị ha. Đó, một cái phòng này là cái phòng nở hậu nha, đó phòng này là phòng nở hậu nè cô chú chị, đó rất là rộng luôn cô chú chị ha. Đó, bên trong này thì có một phòng nữa nè, và tặng toàn bộ cho mình luôn đó, chỉ có lấy lại một cái tivi với lại một cái tủ lạnh thôi cô chú chị. Đó, còn ở trong đây là máy lạnh nè, máy lạnh của hiệu đó, có inverter đồ đầy đủ hết cô chú anh chị ha. Đó, Daikin, đó, hiệu Daikin nha cô chú anh chị, tặng toàn bộ cho mình luôn. Không gian này thì không gian của mình để máy giặt nè, đó, để máy giặt ở đây, toilet thì mình nằm trong này nha. Đó, toilet thì nằm trong này nha cô chú anh chị. Đó, toilet rất là sạch luôn, phải nói là rất là sạch. Rồi nóng lạnh, máy nóng lạnh đồ đầy đủ hết nha cô chú anh chị ha. Bồn cầu lavabo gương soi đầy đủ hết. Và bên kia là có cái ống thông gió nữa rồi cô chú chị, đó đầy đủ hết rồi cô chú chị ha. Đó, rất là đẹp luôn nha cô chú chị, tặng toàn bộ cho mình, chỉ lấy lại
cái tủ lạnh và cái tivi thôi, là cái phần kỷ niệm nha cô chú chị ha. Đó, với cái mức giá 2 tỷ 100 triệu nha cô chú chị, 2 tỷ 100 triệu luôn đó, tặng toàn bộ nội thất cho mình rồi, không còn gì bằng nữa cô chú chị ơi. Một cái bất động sản quá là tuyệt vời. Thì cô chú anh chị nào mà mình có cái bạn bè người thân hoặc là mình đang cần cái tiền của bất động sản này á, thì mình liên hệ Nguyễn Hoàng ngay nha. Nhà đất Sài Gòn sẽ tiếp nhận, sẽ liên lạc với cô chú anh chị mình để mình đi dẫn cô chú anh chị mình tới cái vị trí bất động sản này để mình xem nha. Và nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để xem được nhiều video mới do nhà đất Sài Gòn quay nha cô chú anh chị ha. Nhà đất Sài Gòn quay. Và xin cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Đó. Và em xin thông báo lại một lần nữa là căn hộ của mình là tổng diện tích là 54m² và được 2 phòng ngủ và một nhà vệ sinh. Được anh chủ anh chia sẻ với mức giá là 2 tỷ 1, sổ hồng riêng chính chủ. Căn hộ mình thì thuộc ba lầu, là lầu 3, nhưng mà căn hộ này thì chỉ có lầu 3 lầu thôi, không có lầu thứ tư nha cô chú anh chị ha. Thì mình đang thuộc lầu 3, thuộc số 304 của cái căn hộ 595 cách mạng 8 thuộc phường 15 quận 10. Đó. Và căn hộ này thì tặng toàn bộ nội thất, chỉ có lấy lại một cái tivi và một cái tủ lạnh thôi. Đó, với mức giá là 2 tỷ 1 nha cô chú anh chị. Và xin cảm ơn cô chú anh chị đã xem video của nhà đất Sài Gòn. Xin cảm ơn.